Đi đến ngã ba, thanh niên nhức nhức cái đầu vì nhìn đèn không biết nên dừng hay đi tiếp. Theo đó, nhìn từ xa xa, anh tài xế đã cảm thấy rộn ràng trong lòng vì trực giác mách bảo có điềm chẳng lành đang kéo tới. Y như dự đoán, chiếc xe vừa chạy tới ngã ba, thanh niên tự nhiên đã cảm thấy nhức nhức cái đầu vì cây đèn giao thông không thích hoạt động bình thường như những bạn bè đồng trang lứa, mà lại thích chớp rồi lại tắt, nhấp nháy màu xanh rồi liền sau đó đổi sang màu vàng rồi màu đỏ, khiến cho anh thanh niên rối não ngơ ngác không biết nên chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn đi luôn hay là chọn đứng yên ở đây. Bay ơi. Cái đèn nhiều màu hết chớp rồi lại nháy làm cho nhiều người cứ tưởng rằng đang lạc vào vũ trường. Có người còn cho rằng đi đứng gì tầm này nữa, xuống xe mà bật nhạc lên rồi quẩy thôi. Một số ý kiến khác được mọi người để lại: cái này phải tranh thủ từng giây, chạy cho thiệt nhanh, càng nhanh càng tốt. Cứ canh sao mà đèn xanh vừa chớp nháy là phải chạy qua liền thì sẽ không bị phạt. Không ấy mình đặt thêm cái loa nữa là quẩy tới sáng luôn, khỏi cần vô vũ trường chi cho nó tốn tiền. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.